Phận hạn năm 2023 của tuổi Tuất, một năm nhiều may mắn, tiền tình cùng phước mạnh. Xem vận hạn năm 2023 của tuổi Tuất. Bước tiếp tử vi tuổi Tuất năm Nhâm Dần 2022, bước sang năm Quý Mão, đường số hứa hẹn sẽ đón nhận một năm với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh. Do có các tinh phù trợ, cục diện thái tuế chống lưng, bản mệnh cầu được ước thấy. Chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến. Luận về công việc, phương diện sự nghiệp có nhị hợp tương trợ, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, khó khăn cũng không quá đáng lo khi quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc chỉ cho bạn một lối đi riêng. May mắn hơn, con giáp này còn thường xuyên được giới thiệu hoặc phân công cho những cơ hội phù hợp với khả năng giúp nâng tầm vị thế của bản thân. Luận về phương diện tiền bạc, khía cạnh này cũng là những tiến triển nhất định khi lượng khách hàng đối tác bắt tay với bạn luôn ổn định và có dấu hiệu ngày một tăng lên. Người tuổi Tuất tìm được chỗ đứng trên thị trường, có lợi thế cạnh tranh riêng nên không sợ đối thủ chơi xấu tìm cách vượt mặt. Nếu có ý định đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất, kinh doanh thì bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu luôn trong năm nay. Luận về tình cảm, ngũ hành tương sinh cũng giúp ích nhiều cho con đường tình duyên của những người tuổi Tuất. Nếu còn độc thân, bạn có tư tưởng cởi mở và sẵn sàng gặp các đối tượng được giới thiệu. Thái độ nhiệt tình giúp bạn có thể tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới. Cơ hội thoát ế nằm trong tầm tay. Còn nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy có cơ hội nhận tin vui, đón thêm thành viên mới. Cũng nhờ vậy, mối quan hệ giữa vợ chồng ngày càng gắn bó, bạn và người ấy tìm được động lực để tiến lên. Luận về phương diện sức khỏe, hầu như không xuất hiện vấn đề đáng lo ngại nào về phương diện sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, người tuổi Tuất yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp để có thể trải nghiệm những thành công bất ngờ. Xem chi tiết tử vi của tuổi Tuất trong năm 2023 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất hanh thông, bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi, cũng được người giúp đỡ. Vì thế, nếu có kế hoạch thực hiện việc gì thì cũng nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Năm Quý Mão 2023 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ được những bạn bè, đồng nghiệp tốt. Dù vừa bước chân vào một môi trường mới, nhưng cũng được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ, bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, giảm thách thức giới hạn của mình, đừng chần chừ, do dự, cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Với người ở vị thế lãnh đạo, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới và có khả năng lãnh đạo tập thể gặt hái thành công. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng trở nên kiêu ngạo, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chú ý lắng nghe để có hướng thay đổi, để có góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. 2. Luận về phương diện tài chính. Vận hạn của người tuổi Tuất trong năm Quý Mão ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc. Bạn thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một tăng lên một cách ổn định.
Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí, càng là khi khó khăn, bạn lại càng có quyết tâm vươn lên để khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Người trẻ tuổi nếu đã lên kế hoạch khởi nghiệp thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và các mục tiêu của mình. Có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất hướng đi. Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi những khó khăn, song xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần vào guồng quay, bạn cũng thể bắt đầu thu lại. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có một khoản tiền thưởng, tiền lương kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Với có điều, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Tiểu hào cho thấy bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì thì mua nấy, chạy theo xu thế thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý và tiết kiệm. 3. Luận về phương diện tình duyên. Xem tử vi năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, dưới tác động tích cực của cục diện ngũ hành tương sinh, người tuổi tuất được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Người độc thân giữ những suy nghĩ tích cực lạc quan về chuyện tình cảm. Bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, nên khi được giới thiệu cho các đối tượng, bạn cũng chẳng có thái độ phản cảm như trước. Hãy tự tin làm chính bản thân mình, bạn có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn. Với những ai đang ấp ủ trong lòng hình bóng của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người thăng hoa khi nhận nhiều tin vui liên tiếp. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Hai bạn chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Nhìn chung, người tuổi Tuất giữ một sức khỏe ổn định trong suốt năm Quý Mão 2023. Cũng nhờ có sức khỏe tốt, bạn sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ được giao để khẳng định vị thế của mình. Có điều, người tuổi Tuất cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc. Bắt cơ thể làm việc quá sức, dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, trở nên thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Con người đã cao tuổi, chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Xem tử vi năm 2022 cho từng tuổi Tuất. 1. Tuổi Tuất sinh năm 1958. Người tuổi Tuất trải qua năm 2023 an lành, không có nhiều biến động. Đa số người tuổi này đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu nên không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống. Hãy giữ thái độ trang hòa với mọi người thì đi đến đâu bản mệnh cũng sẽ được yêu mến và giúp đỡ. Tài chính ổn định, người tuổi Tuất sinh năm 1958 sống vựa vào các khoản tiền lương, tiền tiết kiệm, tiền đầu tư mà mình đã cố gắng làm vất vả từ những năm trước đó. Chỉ cần chi tiêu, có kế hoạch thì không phải lo lắng đến túi tiền. Phương diện tình cảm hài hòa khi vợ chồng luôn chia sẻ, thấu hiểu nhau, con cái trưởng thành cũng bớt cho bạn nhiều mối lo. Bản mệnh được sống trong gia đình đầm ấm, con cháu quây quần. 2. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970.
Cơ hội xuất hiện liên tiếp đối với người tuổi Canh Tuất. Bằng kinh nghiệm phong phú cùng với bản lĩnh của mình, bạn có thể nhanh chóng chớp lấy thời cơ, khẳng định vị thế của mình và khiến nhiều người thán phục. Chuyện làm ăn cũng thuận lợi bởi bạn xác định được chỗ đứng của mình trong thị trường. Bản mệnh cũng không lo sợ bị đối thủ chèn ép, ngược lại coi đó là động lực để không ngừng bứt phá các giới hạn. Công việc bận rộn đôi khi sẽ khiến bạn quên thời gian dành cho gia đình. Hãy nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống, đừng quá thiên về một khía cạnh nào. Dù có nhiều việc như thế nào, cũng hãy luôn quan tâm tới gia đình của mình nhé. 3. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Năm 2023 này, khó khăn, thách thức sẽ không ngừng xuất hiện trên đường đời của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Nhưng xét về mặt tích cực, đó chính là cơ hội để bản mệnh rèn luyện bản thân trở thành một người ngày càng tài giỏi hơn. Muốn làm giàu, đây là thời điểm bạn cần bắt tay vào thực hiện các kế hoạch của mình, đừng để kế hoạch mãi nằm trên giấy. Dù quá trình thực hiện bạn sẽ có những vướng mắc, song có quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc chỉ cho bạn cách khắc phục vấn đề. Chuyện tình cảm hài hòa, êm ấm, vợ chồng, con cái, bạn bè thấu hiểu, quan tâm nhau nhiều hơn. Gia đình chính là động lực để bạn không ngừng vươn lên và gặt hái thành công trong cuộc sống. 4. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Người tuổi Tuất sinh năm 1994, hãy tập trung vào công việc để khẳng định bản thân. Cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy bạn cần luôn ở trong tư thế sẵn sàng, không thể để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc. Trên phương diện chi tiêu, bạn trở nên xài hoang phí, ngay cả khi túi tiền đang rủng rỉnh đi nữa. Nếu có thời gian rảnh, hãy sắp xếp các công việc làm thêm hoặc nghiên cứu thêm các lĩnh vực đầu tư giúp tiền đổ về túi nhiều hơn nữa. Với người độc thân, bạn nên chủ động và cởi mở trong chuyện tình cảm, đừng mãi đóng chặt cửa trái tim mình. Xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt bụng xứng đáng để bạn mở lòng, đừng mãi giam mình trong tổn thương quá khứ. 5. Người tuổi Tuất sinh năm 2006. Năm Quý Mão là một trong những năm quan trọng của người tuổi Tuất sinh năm 2006. Bạn cần tự nhắc nhở mình tập trung cho việc học, tránh phân tâm bởi những tác động bên ngoài. Khoảng thời gian này bạn chịu chăm chỉ cố gắng thì tương lai ắt gặt hái được trái ngọt. Các mối quan hệ của bản mệnh nhìn chung phát triển tốt, bạn nhận được sự quý mến của nhiều bạn bè và thầy cô, thường được mọi người xung quanh giúp đỡ. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, bản mệnh đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ của người khác. Phương diện tài chính không có gì đáng lo, chủ yếu bạn vẫn sống dựa vào gia đình, hãy tự rèn luyện cho mình cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, không nên đua đòi. 6. Người tuổi Tuất sinh năm 1946. Năm Quý Mão 2023 đối với người tuổi Bính Tuất được đánh giá là khá tốt và có nhiều may mắn nhờ cục diện nhị hợp tương trợ, đường sổ tháo gỡ được trở ngại về tinh thần, buông bỏ những điều phiền muộn. Vì thế mà sức khỏe cả tâm trí lẫn thể chất đều được cải thiện đáng kể. Vẫn có một vài mâu thuẫn trong gia đình, bản mệnh đứng ra làm chủ, mọi việc sớm đâu vào đó, gia đạo nhìn chung vẫn trong ấm ngoài êm, không khiến cho bạn phải nhọc lòng suy nghĩ. Với mức thu nhập ổn định, người sinh năm 1946 còn được hỗ trợ nhiều tài chính từ con cháu trong nhà. Đời sống vật chất hầu như không phải nghĩ ngợi, hãy tranh thủ mà hưởng thụ cuộc sống.